now in half and I flipped it in a double. Parted out in half and I flipped it in a double. Các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV và nhân dịp sự trở lại của anh Tuấn. Sắp Tết rồi nên đang anh tranh thủ là một clip nhờ anh Tuấn hướng dẫn chụp ảnh ngày du xuân. Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là chụp ảnh vào mùa xuân ấy, vào cái dịp Tết ấy, thì nên chụp những cái dáng như thế nào này, những cái thủ thuật nào mà giúp các bạn có thể chụp được những ảnh đẹp nghìn like ở trên Facebook. Và đặc biệt là dụng cụ gì? Trong video này thì bọn mình sẽ sử dụng những cái đồ đạc mà nó rất là những ngày Tết, ví dụ như là những cái cành mai hay là những cái bánh chưng, những cái phong bao lì xì, những cái đồ vật mà rất là Tết để nhìn phát là biết luôn Tết rồi. Ok, và chiếc điện thoại mà sẽ để có thể chụp ảnh ngày hôm nay thì sẽ là Galaxy S10. Chúng ta sẽ không sử dụng máy ảnh bởi vì mình biết là không phải ai trong số các bạn thì cũng có máy ảnh, và mình nghĩ là ngày Tết ấy cầm máy ảnh ra thì nó cũng lỉnh kỉnh lắm, cho nên là chúng ta sử dụng điện thoại. Ok, bắt đầu nhá. Bắt đầu thôi. Ok, bây giờ thì sẽ là một kiểu ảnh chúng ta đi du xuân dạo phố. Đan Anh thì đang đứng ở đây và cái background màu đỏ này thì là một cái chỗ mà rất là tuyệt vời để có thể chụp một bức ảnh không khí Tết. Ok, bây giờ mình sẽ thử chụp. Bình thường thì các bạn nam sẽ thường là sẽ rất là mệt mỏi với những yêu cầu chụp ảnh của các bạn nữ và thường là sẽ chỉ chụp cho có thôi. Ví dụ như này, ảnh đây, ảnh của em đây. Đấy, thì nó sẽ chân của các bạn nữ thì sẽ bị thấp, bị ngắn, không hấp dẫn. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cách là chúng ta sẽ cúi thấp người xuống một chút này. Đó, và sau đó thì chúng ta hãy bẻ máy lên cao hơn một chút như thế này. Đấy, chéo chéo lên cao hơn để làm sao cho cái giày chân của các bạn nữ sát ở cái mép ảnh dưới. Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm chụp. Tách. Tách. Đó, đây là sản phẩm của chúng ta. Đấy, chân đã dài hơn trước rất là nhiều. Đây, các bạn hãy thử so sánh. Đấy, cái kiểu này là chân trông rất là chán đời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chụp một bức ảnh chân dung. Đấy, thì bình thường nếu như mà các bạn chụp chân dung ấy mà trực diện mặt các bạn nữ như thế này thì cái mặt của các bạn nữ thì nó sẽ bị gọi là béo hơn một chút so với lại bình thường, thì như thế là rất là dễ bị các bạn nữ trách móc, cho nên là chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn nữ là hãy xoay mặt đi một chút như thế này. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có một cái góc nhìn nó mặt nó sẽ thon hơn rất là nhiều, lại còn tự nhiên nữa. Đấy, V-Line concept khách đến chơi nhà và đây là đại gia lì xì một tập luôn. Đấy, thì kiểu này nó sẽ là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một sấp lì xì như này, không cần rút tiền được, nhưng mà mình thì mình nhiều tiền cho nên là mình cứ rút vào đây để lì xì cho Đan Anh luôn. Trong này là cũng toàn 500 mà em, hay của em hết. Đấy, thì cái kiểu này bạn nữ sẽ kiểu chụp kiểu rất là bất ngờ. Nào 1 2 3. Đấy, các bạn sẽ để cái phong bao lì xì nó sát với lại máy ảnh một chút để chúng ta có một cái background kiểu tròn tròn cong cong giống như là một cái quạt ấy. Đấy, nào. bất ngờ. Rồi. Rồi, và nếu những bạn nào mà camera có góc rộng ấy thì chúng ta có thể tận dụng góc rộng và chụp góc rộng thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng kiểu ảo diệu hơn. Đây, ví dụ như thế này. Đó, concept thứ nhất gọi là concept đại gia đến nhà chơi. Đấy, lì xì một đống tiền. Ok, kiểu thứ hai thì khi mà đã được khách lì xì rất là nhiều rồi thì chúng ta cần phải khoe lì xì, xem là các bạn ở trên mạng này có lì xì nhiều bằng ra đây không nhá. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đấy, xòe ra như là những chiếc quạt. Và sau khi có thật nhiều bao lì xì rồi thì chúng ta phải làm gì đây? Tất nhiên là tung tiền làm màu rồi. Và với chế độ slow motion của điện thoại thì các bạn có thể làm được một cách thành công hơn. Thì luôn luôn có trái cây cho nên là các bạn hãy tranh thủ mâm ngũ quả nhà mình có trái gì thì chúng ta sẽ tận dụng ngày trái đấy để chụp ảnh nhé. Ví dụ như bây giờ mình đang có một mâm trái cây như thế này. Cái này là tạm demo thôi, các bạn có thể sử dụng những cái trái cây hoặc là cái dĩa trái cây đẹp dưa hơn. Dưa hấu, đặc biệt là dưa hấu trong ngày Tết sẽ luôn có. Mình không có dưa hấu cho nên mình sẽ tạm sử dụng cái khay này. Bắt đầu nhé. Hy vọng là các bạn cũng sẽ như Đan Anh chụp được những bức ảnh rất là đẹp ngày Tết để các bạn có thể gọi là sống ảo với bạn bè
Tết ở nhà không biết làm gì thì lấy máy ảnh ra, lấy điện thoại ra chụp thôi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube Điện Thoại Vui TV nhé.